Hi, xin chào bạn. Hôm nay thì mình xin cập nhật cho các bạn giá máy tính bảng iPad tại Thế Động trong những ngày giữa của tháng 12 này các bạn nha. Thì xem máy tính bảng tại Thế Động đang có chương trình khuyến mãi hay giảm giá gì đặc biệt không bạn. Rồi, đầu tiên ở đây thì mình sẽ có con Samsung Galaxy Tab A9 phiên bản 64GB, sử dụng 4G. Tab A9 thì hiện tại nó phân biệt ra phiên bản 4G và phiên bản Wi-Fi các bạn nha. Hai phiên bản nó sẽ có giá khác nhau. Đây, tab A9. Tab A9 này thì hiện tại bạn mua sẽ có giá là 5.490.000 và hiện tại nó giảm là còn 4.690. Cái con này hiện tại các bạn mua thì nó chỉ hỗ trợ bạn rút 0% lãi suất thôi. Màn hình của con tab A9 này thì là màn hình là 8.7 inch với công nghệ màn hình TFT LCD. Sử dụng con chip là Helio G99. RAM trên máy là RAM 4GB, bộ nhớ là 64GB. Máy sẽ được trang bị camera selfie với độ phân giải là 2 megapixel các bạn. Và một cam chính phía sau với độ phân giải là 8 megapixel. Máy được trang bị viên pin là 5100mAh và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh là 15W. Máy tính bảng của Samsung như bây giờ hiện tại các bạn mua sẽ không có kèm theo một cái củ sạc, nên bạn phải mua kèm theo một cái adapter sạc nha. Rồi tiếp theo, một sản phẩm cũng đến từ nhà Samsung, đó là Samsung Galaxy Tab A9 LED phiên bản Wi-Fi 64GB, giá hiện tại là 5.590.000, hỗ trợ các bạn góp 0% lãi suất. Và khi nếu mà các bạn đang có sử dụng những cái dòng máy cũ như dòng A, dòng Z, ví dụ A7, Z7, ZM và Tab A cũ, các bạn sẽ lấy cái mã quà tặng trên Galaxy sẽ được giảm thêm 500.000 trên cái máy này. Đây là tab A7 LED, tab A9 cộng các bạn, A9 LED nha. Con này rất là to, thiết kế rất là đẹp nha, cầm không hết tay mình luôn. Tab A9 LED này hiện tại các bạn mua thì nó sẽ có màn hình là 11 inch các bạn, với công nghệ màn hình là TFT LCD, được trang bị RAM là RAM 4GB, bộ nhớ là 64GB. Camera thì chúng ta sẽ có camera selfie với độ phân giải chỉ là 5 megapixel và một cam chính phía sau với độ phân giải là 8 megapixel. Máy sẽ sở hữu viên pin là 7040mAh các bạn và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh là 25W. Máy khá là to ha. Giá cũng khá ổn các bạn, chỉ là 5.590.000 thôi. Rồi, một sản phẩm đến từ nhà Samsung nữa, đó là Samsung Galaxy Tab S9 FE phiên bản Wi-Fi 128GB, màn hình rất là to, màn hình con này lên đến là 12.4 inch các bạn. Hiện tại giá con này là 13.190.000, hỗ trợ các bạn góp 0% lãi suất, giảm được 2 triệu qua quà tặng Galaxy. Lấy mã trên các dòng máy như dòng Z, dòng S, dòng Note và dòng Tab S cũ, hỗ trợ góp 0% lãi suất qua quà tặng Galaxy qua thẻ tín dụng. Màn hình 12.4 inch với con chip là Exynos 1380, RAM trên máy là RAM 8GB, bộ nhớ là 128GB. Camera thì chúng ta sẽ có camera selfie phía trước với độ phân giải ở đây là 8 megapixel, selfie 12 megapixel các bạn. Và hai camera phía sau với cam chính với độ phân giải là 8 megapixel, một cam phụ với độ phân giải cũng là 8 megapixel. Đây là thiết kế mặt lưng phía sau của con Tab A9 FE các bạn. Âm thanh với cộng thanh của AKG, hình rất là to luôn, để bạn coi giải trí rất là sướng. Con này thì nó sẽ sở hữu viên pin là 10.090mAh và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh lên đến là 45W các bạn, cho con Tab A9, Tab S9 FE này. Tiếp theo đây thì mình có con Xiaomi Redmi Pad SE phiên bản 64GB. Đây là chiếc máy bản đến từ nhà Xiaomi các bạn, với thiết kế mặt lưng phía sau cũng rất là đẹp và nó thiết kế vuông vức các cạnh luôn các bạn, sáng nha. Con Pad SE này hiện tại các bạn mua sẽ có giá là 5.490.000 và hiện tại nó giảm chỉ còn là 4.990 thôi, hỗ trợ các bạn góp 0% sức. Pad SE nó sẽ có màn hình là 11 inch với công nghệ màn hình là IPS LCD. Máy sẽ được trang bị con chip là Qualcomm 680, RAM trên máy là RAM 6, bộ nhớ đây là 128GB. Máy sẽ được trang bị camera selfie phía trước với độ phân giải là 5 megapixel và một camera chính phía sau với độ phân giải là 8 megapixel. Máy sẽ sở hữu viên pin là 8000mAh và hỗ trợ công nghệ sạc
10W các bạn, không có sạc nhanh luôn. Xiaomi Redmi Pad RAM 3GB. Con này thì sở hữu màn hình là 10,61 inch với công nghệ màn hình là IPS LCD. Máy được trang bị con chip là Helio G99. RAM trên máy là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 64GB. Camera selfie phía trước với độ phân giải là 8MP và một camera phía sau với độ phân giải 8MP luôn. Con này thì viên pin là 8000mAh và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh lên đến là 18W các bạn nha. Hiện tại giá con Redmi Pad này với giá là 6.290.000, hiện tại nó giảm chỉ còn là 4.490.000 cho phiên bản RAM 3GB, màu nhớ trong 64GB. Chúng ta sẽ có con Xiaomi Pad 6 giá là 10.490.000, hiện tại giảm chỉ còn là 9.690.000. Xiaomi Pad 6 này thì màn hình 11 inch, sử dụng chip là Qualcomm 870 5G. RAM trên máy là RAM 8GB, bộ nhớ là 256GB các bạn nha. Camera selfie phía trước có độ phân giải là 8MP. Camera sau 13MP. Máy sẽ hữu viên pin là 8840mAh và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh lên đến là 33W. Rồi ở đây chúng ta sẽ có một cái con máy tính bảng đến nhà Lenovo, đó là Lenovo Tab M8 Gen 4. Giá 3.990, hiện tại giảm chỉ còn 2.990.000. Con này hỗ trợ các bạn gớt không cần trả lãi suất. Con này màn hình chỉ 8 inch, con chip là Helio A22, chỉ có 4 nhân thôi các bạn. RAM 3, bộ nhớ 32GB, camera selfie phía trước có độ phân giải 20MP. Camera phía sau 5MP, viên pin là 5100mAh và hỗ trợ sạc 10W. Chúng ta cũng có một cái máy tính bảng đến từ nhà Martell, đó là Martell Tab 10.1 inch. Con này màn hình khá to các bạn, giá chỉ 2.990, giảm là còn 2.690. Màn hình con này là màn hình 10,1 inch, nó sử dụng con chip là Beatrum SC986A 8 nhân, RAM 3, bộ nhớ 32GB, camera selfie 2, camera sau 5, viên pin 6000 và hỗ trợ sạc 10W. iPad Pro 11M2 phiên bản Wi-Fi 128GB, giá 21.190.000, giảm chỉ còn là 20.390.000. Con này thì sở hữu màn hình 11 inch với màn hình Liquid Retina. Máy sử dụng con chip Apple M2, RAM 8, bộ nhớ 128GB. Camera thì chúng ta sẽ có camera chính với độ phân giải 12MP, cam phụ 10MP và một camera top 3D. Máy sẽ sở hữu camera selfie với độ phân giải 12MP. Viên pin là 7538mAh và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh là 20W các bạn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có con iPad Air 5 phiên bản Wi-Fi 64GB, giá 15.190.000, giảm là còn 14.190.000, giảm lên đến 1 triệu luôn. Cái con này sở hữu màn hình là 10,9 inch với màn hình Retina IPS LCD. Máy được trang bị chip M1, RAM 8, bộ nhớ trong 64GB. Camera selfie 12MP, camera phía sau 12MP. Viên pin trên máy là 7587mAh, hỗ trợ sạc 20W. Rồi tiếp theo đây chúng ta sẽ có con iPad 10 quay phiên bản Wi-Fi 64GB, thì có giá là 11.490.000, giảm là còn 10.490.000 và giảm thêm 200.000 nếu là học sinh, sinh viên và giáo viên. Con này thì màn hình 10,9 inch với màn hình Retina IPS LCD. Máy sử dụng chip Apple A14, RAM 4, bộ nhớ trong 64GB, camera selfie 12, cam chính phía sau 12. Viên pin là 7587mAh và hỗ trợ sạc nhanh là 20W. Thì mình vừa cập nhật cho các bạn giá của máy tính bảng và iPad tại Thế Động trong ngày giữa của tháng 12 này ha. Các bạn có thắc mắc gì cứ để comment bên dưới nha, mình sẽ phản hồi các bạn lại sau. Nhớ nhấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi mình ra video cập nhật giá mới nhất nha. Bye bye.